Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Giáo Chi Thiên các bạn. Thì hôm nay tiếp tục video các bạn chia sẻ cho cả nhà về tham khảo giá cả ở Chi Thiên ở khu vực Cồn Trong Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp nha cả nhà. Thì hôm nay thì do bận công việc khá là nhiều nên là không có thời gian ra video. Thì hôm nay cũng như là nay tới sẽ ra video đều đều để cho quý anh chị và các bạn mình cùng tham khảo giá ở Chi Thiên ở tại khu vực Cồn Trong Ma các bạn. Rồi là một số khu vực lân cận để cho mọi người cùng tham khảo để tiện cho việc buôn bán nha các bạn. Thì mình cũng mong quý anh chị và các bạn mình có xem video có bán ớt hay là có biết giá ớt ở đâu thì cũng vui lòng bình luận bên dưới video ha, để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá ở từng nơi các bạn. Giờ quay trở lại tình hình giá Chi Thiên hôm nay là ngày 4 tháng 1 năm 2024. Thì thương lái ở đây có mua và trả giá ớt tại khu vực Cồn Trong Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp thì với giá Chi Thiên giá dao động tầm khoảng từ 28.000 cho đến 30.000 đồng trên ký nha các bạn. Thì thương lái ở đây mua cũng tùy theo từng loại ớt, từng lứa hái, từng đợt hái mà có giá cả khác nhau nha quý anh chị và các bạn. Thì chủ yếu thì em chia sẻ cho quý anh chị và các bạn mình cùng tham khảo giá ớt Chi Thiên ở tại khu vực Cồn Trâu Ma để cho mọi người cùng tham khảo giá cả ở đây thôi các bạn. Rồi thì cũng mong quý anh chị và các bạn nào có xem video có bán ớt hay là có biết giá ớt ở đâu thì cũng vui lòng bình luận bên dưới video ha, để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo nha các bạn. Rồi, cuối video thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Chúc tất cả các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.